Xin chào, tôi là Dr. McCoy. Hôm nay tôi muốn nói một chút về stress. Stress có lẽ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người trưởng thành. Đa số các bạn đều nghĩ stress là không tốt đúng không nào? Trên thực tế, có một số loại stress thực sự tốt cho bạn. Nhưng một số loại khác lại gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Có 4 loại stress chính. Đầu tiên, eustress, stress tích cực. Eustress xuất hiện khi cơ thể cần sẵn sàng sử dụng sức lực và thể chất. Giống như trong thế giới tự nhiên, động vật sẽ trải nghiệm trạng thái chiến hay biến khi đối mặt với nguy hiểm. Còn đối với con người, eustress giúp cung cấp và tăng sức mạnh cho vận động viên trước khi thi đấu. Và nếu bạn là người đi làm, cần sử dụng đầu óc nhiều, eustress sẽ cung cấp năng lượng cho bạn làm việc hiệu quả hơn. Loại stress thứ hai là distress. Nỗi buồn khổ là một trong những loại stress tiêu cực. Loại stress này thường xuất hiện khi những thói quen thông thường phải thay đổi, khiến tâm trí và cơ thể phải chịu đựng. Những triệu chứng nghiêm trọng hơn của loại stress này thường là đau đầu, đau bụng, đau tim và tăng huyết áp. Loại stress thứ ba là hyperstress, loại stress của áp lực. Loại stress này thường xảy ra khi con người phải đối mặt với áp lực cuộc sống lớn hơn với sức chịu đựng của họ và khiến họ phải phản ứng thái quá với mọi vấn đề, ảnh hưởng lớn đến tinh thần cũng như thể chất của họ. Loại stress thứ tư, hypostress, loại stress của buồn chán. Loại stress này thường xảy ra khi bạn chán nản và nhàm chán hoặc không có thử thách gì trong cuộc sống. Khi bạn phải làm hàng ngày làm một việc tại cùng một nơi, gặp những người cũ, không thay đổi công việc mới, cũng không có thêm nhiệm vụ mới. Và ảnh hưởng của loại này là cảm giác nhàm chán và đơn điệu cũng như thiếu động lực làm việc. Bạn cần phải chấp nhận việc stress là một phần tự nhiên của cuộc sống. Tuy nhiên, nếu nó thực sự ảnh hưởng tới tâm lý và sức khỏe, bạn cần một nút F5 đấy. Hãy cố gắng ngủ đủ giấc ít nhất 8 tiếng một ngày bạn nhé. Và tìm kiếm cho bản thân mình một việc gì đó khiến mình cảm thấy hứng thú hơn, chẳng hạn như một chuyến đi chơi xa. Hãy cố gắng tập thể dục ít nhất 2 lần một tuần để cải thiện thể lực của mình bạn nhé. Ngoài ra là bổ sung một chế độ ăn thật nhiều dinh dưỡng và hợp lý, có nhiều rau xanh. Có một cách rất hiệu quả, đó chính là xin lời tư vấn hoặc trợ giúp từ những chuyên gia hoặc người thân, bạn bè. Và quan trọng nhất, hãy là người hùng của bản thân, vượt qua stress, bạn nhé! Cảm ơn đã theo dõi McCoy. Xin hãy theo dõi chúng tôi thêm ở Facebook hoặc YouTube.